Mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe tiết mục tìm hiểu tinh khí của sinh vật có ảnh hưởng bởi ăn chay hay không. Nếu ta có hai con chó mới đẻ cùng một lứa, làm sao ta có thể làm cho một con thành hiền lành và dễ yêu, trầm tĩnh, kiên nhẫn, và một con thành dữ tợn, hung hăng, hiếu chiến, cáu kỉnh? Nuôi một con với thực phẩm hoàn toàn thảo mộc với độ 60% gốc loại, và con kia với thực phẩm có thịt cá 20% đến 30% thịt cá. Sau đó vài tháng, bạn sẽ thấy một sự cách biệt lớn giữa tánh tình hai con chó sinh cùng một lứa. Con chó ăn thảo mộc sẽ hiền lành, dễ bảo, dễ thương và được mọi người mến, rất nhẫn nại và chịu đựng rất bền sự mệt nhọc. Con chó ăn thịt sẽ hung ác, hiếu chiến, ích kỷ, lười biếng, ít chịu đựng bằng con chó anh em của nó. Nếu nó chạy đua, con chó ăn thịt sẽ luôn luôn chạy trước trong những cây số đầu. Nhưng nếu chạy xa hơn nữa, con chó ăn thảo mộc sẽ về nhất. Nếu cắn nhau, con chó sau sẽ kiếm cách bỏ chạy. Nhưng một khi đã quyết chiến thì con chó ăn thịt phải đổ máu và bại tàu. Mới đây, một vị bác sĩ thú y người Mỹ tên Kani đã nuôi hai con sư tử và công bố cho báo chí biết kết quả cuộc thí nghiệm kỳ dị và lý thú như sau. Sau khi mua ở sở thú Atlanta hai con sư tử tên Lucifer và Nevis, ông ta đem về nuôi và cho Lucifer ăn toàn thảo mộc có bơm hơi, có mùi thịt nhân tạo, còn Nevis thì cho ăn thịt ngựa và gà con. Lớn lên, con Lucifer ăn thảo mộc thì hiền như con cừu non, còn con Levis thì dữ như sư tử. Trong những cuộc tranh tài điền kinh quốc tế về đường trường giai sức, cũng vậy, người ta có thể nhận thấy rằng những người khỏe mạnh luôn luôn là những kẻ ăn rau cỏ. Những dân tộc ăn thịt cá nhiều trái lại rất xu hướng về sự tiến hóa máy móc và kỹ nghệ, và cũng cả về thực dân. Biết cách biến đổi âm dương chẳng những thay đổi được sức khỏe, khí chất, tánh tình, mà còn thay đổi được cả tính giống đực hay cái. Cứ xem giống ong, nếu khi còn ở trạng thái ấu trùng và được nuôi với thức ăn thường, sau khi trưởng thành sẽ biến ra ong thợ và ong đực. Nhưng nếu ấu trùng được nuôi với thức ăn đặc biệt gọi là ngư phẩm, thì ong sẽ thay đổi hình dáng và biến thành ong chúa, ong cái. Ong chỉ nhờ vào bản năng thiên nhiên mà tạo ra thức ăn để biến cải âm dương. Người ta đã thí nghiệm đem một số trứng ếch để vào nơi nhiệt độ trung bình. Đến khi mở ra, số ếch đực và ếch cái sẽ xấp xỉ ngang nhau. Những trứng để vào nơi nhiệt độ trên 27 độ thì hầu như là 100% số ếch đều đực. Còn để vào một nơi dưới 10 độ thì gần như 100% mở ra đều là ếch cái. Đây cũng là một phương pháp biến cải âm dương.